Ok, mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang xem clip ở trên channel của Huỳnh Phan Thanh Quang. Ở trong clip ngày hôm nay thì Thanh Quang sẽ xin giới thiệu đến các bạn một cái giao diện web rất là đẹp. Đó là một cái giao diện web làm tin tức và hay, hoặc các bạn có thể làm khóa học theo kiểu là khóa học YouTube. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn có thể tạo ra được những cái sản phẩm và mình sẽ tạo ra những cái gọi là cái này gọi là những cái bích tin, và nó có ảnh màu sắc thế này nữa ha. Thí dụ phần bài nào các bạn làm ở trên YouTube đi. Đây thí dụ mình làm bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, 9, bài 10. Để cho mọi người học xong thì thường thường nếu mà vào một website khóa học thì các bạn thấy nó phân tầng ra rồi vô đó rồi phải đóng phí nha thì mình mới được xem. Đó là điều đương nhiên. Còn cái này thì các bạn cũng có thể làm phương thức đó, nhưng mà các bạn làm phương thức theo kiểu khác của bạn. Được chưa? Đó. Rồi. Phương thức này là cho cộng đồng. Đó. Đây. Các bạn thấy không? Đấy. Support nó rất là dễ luôn. Support nó bạn chỉ cần là thêm những cái này thôi, bạn gắn được link vô. Đây, thí dụ mình gắn vô đường link từ bài 2 ha. À, bài 1 là tạo web này đúng không? Đây, hướng dẫn cho các anh chị bạn luôn nha. Bài 1 mình gắn thôi ha, nghiên cứu. Đây mình sửa luôn nha, bài 1. Ở đây chưa có bài 1 đúng không? Đấy rồi. Mình copy cái dòng để A này cho mình nha. Rồi mình paste ra. Rồi các anh chị đây bài 1 nào. Đó, bài 1 là vậy đúng không? Thì qua đây rồi mình tiếp thêm bài nữa nha, để mô thêm bài nữa. Rồi bài 2 đây, sơ đẳng web blog. Rồi hướng dẫn copy bộ phim sụt. Rồi cái này cơ bản nhất các anh chị phải làm được nha. Rồi đó, mình qua đây bài 2, cái này mình cho dấu gạch ngang nó báo lỗi. Rồi giờ có nghĩa là đây là bài 2. Rồi hướng dẫn upload web này cho nó có màu đỏ đi ha, cho đẹp đẹp ha. Rồi bây giờ có hai cái em sẽ lấy đường link nè, lấy đường link của YouTube nè, share nè, copy nè, cái này là của bài 2 đúng không? Rồi các bạn sẽ bỏ đây nè, ngay chữ cái chữ href có nghĩa là nó sẽ chỏ đưa về một cái link nào đó, nhớ ha. Rồi ngay phần bài 1 là bài đây, sơ đẳng thiết kế web. Rồi bài 1 là nghiên cứu từ khóa. Rồi là mình sẽ sao chép. Rồi tiếp đến mình sẽ paste vô đây. Đó mình cập nhật. Đó review sản phẩm mới. Bây giờ mình ra đây mình refresh lại thử nha. Đó nó nhảy tùm lum vậy đúng không, nhảy tùm lum nè. Rồi nhảy tùm lum thì các anh chị bạn sẽ cho mình một cái thẻ, gọi là thẻ thẻ BR. Rồi thử nha, để nó khoe, để cho sau cái này đi, trước hay sau mình test thử lại cái BR là thẻ xuống hàng. Như là nó nằm ở trước thì phải, đúng rồi, nằm ở sau.
Thường là nó vậy nè. Đúng rồi đó, nó có sự xuống dòng mà đó. Nhưng mà nó xuống tùm lum vậy đó. Bài 2 bài 1 nè, bài 2 cái này là cái đề xuất của cái giao diện web này ha bạn. Rồi ví dụ bài 3 đi, mình thử ha, bài 3 thử coi nó có xuống dòng không. Ba bài 4 ha, đúng rồi đó, nó xuống dòng. À, đúng rồi, chính xác rồi đó. Rồi, bạn lít thêm này nữa, bài bài 5. Ủa, cái gì vậy? Khoan nha, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5. Bài 6 chứ. Rồi. Lít luôn à, BR là nghĩa là xuống dòng. Đúng thì nó mới mới thực hiện nha. Đó, bạn thêm không? Đây nè, bài 1 nè. Bài 2 nè. Bài 3 thì bạn là gì? Đó. Lít vô xem nè, lít vô. Đó, nó đưa về YouTube. Ok, mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đang xem clip. Đó. Bạn thấy không? Thấy tuyệt vời không? Này đưa cho mọi người về xem luôn. Nếu mà mình có chủ đích là gọi là phi lợi nhuận, có nghĩa là sao, là chia sẻ những cái kiến thức, những cái giá trị cho mọi người á, tùy chủ đề bạn làm thì bạn làm cái phương hướng này với giao diện này mình thấy rất là tuyệt vời, nó cũng như là làm khóa học vậy đó. Nhưng mà này mình muốn làm miễn phí cho mọi người á thì mình làm kiểu này nha, còn nếu mà làm có phí á thì đương nhiên mình phải dùng là cái kiểu khác, đúng không? À, cái kiểu khác có nghĩa là một cái giao diện mà chuyên nghiệp có học thì đó, mình lên trên YouTube, trên mạng hay là nhiều trang giao bán giao diện á mình tìm, đúng không? Còn không thì các bạn vô cái kho giao diện của mình ha, mình sẽ cung cấp bạn những giải pháp đó. Rồi còn cái phần này mình chia sẻ với bạn cái sự tiện lợi của giao diện này ha, nó tự đề xuất những cái bài mới nè, thấy không? Rất là hay. Và nó có một cái hay nữa của thằng giao diện này rất là tuyệt vời nè, là nó có cái này đây. Để cái bài sau đi mình sẽ chia sẻ đây nè, giao diện này tới 39 đô luôn nha. Đấy, cái gì bỏ tiền ra thì nó sẽ có giá trị thôi nè. Đó, mình đã triển khai và cái này rất là tuyệt vời, là nó làm cho bạn có được nội dung nè, có được cái content nữa nè, thấy không? Ở đây nè, thấy không? Bạn lít vô triển khai nội dung 3, thấy không? Triển khai nội dung 3 đây nè, nhảy về đây à, chờ triển khai nội dung 4 nè. Đó, nó về không, triển khai nội dung 4. Đó, rất là tuyệt vời luôn mà. Phải nói chung là các bạn nhiều sư kịch bản thì nó sẽ lên đây không. Còn đây là ảnh nè, bài viết nội dung nè. Mình phân tầng ra cái sale trên một cái bài viết blog của giao diện này cho bạn luôn đó, đúng không? Bạn liệt kê ra rồi triển khai nội dung gì đó. Thì trong hàm code bạn chỉ cần lấy cái hàm code bạn sửa lại nội dung của bạn thôi. Đó, cái bài nào cũng dựa trên cái xương này của mình để bạn làm thì ok. Giao diện là rất tuyệt vời luôn ha. Tại giao diện này mình làm gọi là Pnews, là chuyên về tin tức. Sẵn đây mình đang giới thiệu thì một số chức năng hay của nó để bạn nắm rõ cái giao diện này ha. Đó. Ok. Nó khoác nam nữ ha, lít vô. Vậy đây. Đó. Về trang web bán đồ thời trang. Đó, trang áo khoác nam nữ nè, đấy. Thấy chưa? Rồi, ok. Như vậy là mình sẽ tạm dừng video đây. Một nữa chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại.